Vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Tây Bắc TV các bạn. Và chúng ta đang đứng trước một em trâu tầm 45 triệu. Một em trâu cũng khá là to, có cả cặp sừng chắc chắn các bạn. Bây giờ là mình sẽ quay cặp sừng trước cho các bạn xem nhé. Đây này các bạn này. Đấy, cái hốc sừng to không? Đấy, cái hốc sừng của nó cực to và sừng rất là chắc chắn các bạn. Anh qua anh báo giá nó rẻ thôi, báo đắt. Nhưng mà anh có làm kênh đang quay chơi thôi. À, đây có một thiều này các bạn này. Đấy. Con này béo, cũng béo các bạn. À, con này hiện tại bây giờ nó cao khoảng 1 mét, gần 1m4 các bạn, gần 1m4 thôi. Đấy, banh đằng sau này các bạn này. Con này ngày xưa anh, con này đợt trước á? Ừ, con này đợt trước của thằng anh. Vừa bán cách chắc tầm 5 tháng. 5 tháng. Sapa mà. Bán cho. Sapa bây giờ lại trở về đây. Ừ. Sapa. Thế giờ con này báo mới báo có 45 thôi mà đợt trước mua 68. Gọi là 68 là mua tận nơi chưa trở tiền cước. Ừ, cứ gọi là 68 đi. Bây giờ là cứ là 65 đi, 6 đây là 45. 45, 55, 65 lỗ gần bây giờ có bán có 42, 43. Ừ đấy, đang bảo vệ ví áng áng vậy. 6, 3 mấy triệu, gần 30 triệu nhỉ. Một con trâu mới cách đây khoảng mấy tháng đây các bạn, mà lỗ gần 30 triệu. Đấy. Con này thì béo, chưa béo hẳn các bạn. Con này về vỗ thêm đây này. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó, nếu mà tính về độ thương phẩm của nó cũng có rồi các bạn, không đến nỗi gầy và cũng không đến không phải béo hết cỡ. Và bây giờ thì nó rơi vào tầm cuối chợ, cuối giờ chợ rồi, mọi người cũng tụ tập rất là nhiều để xem trâu các bạn. Đấy, có anh tâm sự con này đợt trước cách đây khoảng 5 tháng bán cho một người ở trên Sapa mà chưa tiền cước xe mà đã rơi vào tầm 68 triệu, mà bây giờ lại quanh đi quẩn lại là về chợ Bắc Hà, về chợ, đúng rồi, về chợ Bắc Hà thì nó rơi vào tầm 43 triệu là chưa mặc cả với báo giá thôi. Nếu mà chuẩn người ta mua chỉ tầm 42 thôi các bạn. Đấy. Đấy, anh các bạn xem trâu thì các bạn thấy nó xuống giá đến cỡ nào. Đấy là người thực việc thực kể ở trên chợ phiên nhá, chứ không phải là mình bịa ra nhá các bạn nhé. Lép 44 thôi. Đấy. Bác đang báo giá là tầm đầu 4 đuôi 5 và giá chuẩn chốt là 44. Con trâu này thì được cái quả cặp sừng đẹp các bạn. Cổ u. Nói chung là con này về độ thịt thì cũng khá là ok rồi các bạn. Đây, khoái này các bạn này. Con này nhìn chắc trâu ạ. Con này trốn khoái, một khoái đằng sau trốn này. Đấy. Bên này có không? Bên này mình nhìn cũng chưa rõ các bạn. Con này giá đấy là phải này. Không phải đâu. Phải mà, sao không phải? Sao anh cứ toàn bất ngờ lạnh thì sao ấy. Chưa rồi. Con này trốn hay khoái sau các bạn? Ông chạy cho cháu xe cát để cho thợ đó ủn vào cái kia đi. Cát gì cũng được, bởi vì cát thì để san cái mặt phẳng đấy mà. Cát gì cũng được. Không. Đi cắt bê tông. Giá. Cắt nào cũng được. Cắt bê tông, đừng nên cắt nhỏ. Nên cắt bê tông đi. Nên cắt bê tông. Cắt nào được là chơi cắt sát tường mịn thì thôi. Không, bởi vì là san phẳng. San phải lấy cắt to. 1 1 5 1 7. Đây thật rồi đấy. Tính tròn tiền đi. Ôi chết. Không chết đâu. Chết em ấy. Chết em ấy. Hôm nay thế nào, hôm nay uống mấy chai rượu mà dám giả đấy. Nếu mà không uống mấy chai rượu mà giả đó. Ba máy đúng không? Có được không? Được. Bao nhiêu thì được? Không. Thật thà nói không lấy tiền. 44 thì được đúng có 500 thôi.
44 không dám bắt đâu. Mày mất 43 năm rồi. Không phải đâu. Không bắt thì tùy theo mắt mỗi người thôi. Nhìn con sâu này cũng đẹp nhưng mà tính nhau chưa đủ thôi. Cháu cháu 44 mà. Sáng nó còn đòi 50 ấy. Biết rồi. Nó cọc mai bên kia mà. Vâng, nhưng mà mình lại là gã mái. Không giá này thì không không bắt được. Không bắt được. Trâu này có tiền. Chắc là mua về làm trâu chơi đúng không? Trước anh xài mua ở dưới Khánh ở dưới. Con này nhìn rất là chắc trâu. Mua ở dưới Long Phúc này. Trung Quốc thì một giá thôi. Trước bảy mấy bây giờ ba rồi. Hết tiền giảm đến chục. Hết tiền. Châu này nhé, châu này chỉ hơn châu cao, hơn cái châu mua 3 năm triệu. Đấy, ok các bạn nhé, con này thì người ta vẫn đang gọi là tham khảo giá và xem. Đấy, nhìn bề ngoài thì con này thì khá là chắc trâu này, vững, gọi là thịt chắc này. Đấy, chân tay đẹp này, cao ráo này. Đấy, sừng đẹp. Ngày xưa người ta mua con này rơi vào tầm gần 70 triệu các bạn. Đấy, mua gần 70 triệu mà bây giờ thì giá nó như thế này các bạn. Nói chung là thời điểm nào thì chấp nhận thời điểm đó thôi các bạn. Thì là mình cũng đang hóng hớt để xem em sau này chốt thực chất về giá bao nhiêu. Thương lái thì đang trả dưới đầu 4 các bạn. Và người ta chủ đang mong muốn với giá chốt với giá là 44 triệu. Không biết là cuối cùng em này sẽ đi về đâu các bạn. Đợt trước thì lên Sapa một lần rồi. Sapa lại về đây. Thế lỗ sát nghiệp nhé. Sát nghiệp ấy. Bán nhà mà đi buôn thôi. Kiểu này mấy lần thì vợ không cho ăn cơm. Về nó đéo nấu cơm cho ăn nữa anh nhở. Mấy tuần trước cháu giảm rất toàn cái loại to hơn con này, bây giờ có giảm rất đâu. Chính loại trâu rách lại dễ bán. Những cái trâu tầm đầu 3 dễ bán lắm. Đầu 3 là dễ bán. Trâu cặp mới trên đầu 3. Nó vào mắt cơ. Sở trường lại buôn trâu to cơ. Có ông thì chuyên buôn trâu cặp, ông thì chuyên buôn trâu to. Đấy, con này đi lại đi vòng mấy lần rồi các bạn. Lên Sapa rồi về đây. Đây là chợ Bắc Hà nhé, diễn ra vào sáng chủ nhật hàng tuần. Ngày trước là người ta mua với tư chất là dòng trâu chơi các bạn. Đấy. Chứ người ta không tính đến độ thịt nữa, không quan tâm nữa. Đấy, người ta chủ yếu là xem con trâu này có đánh được hay là không. Đấy, đánh tốt hay là không. Người ta kết, người ta mang đi mua, người ta mang đi đánh. Còn bây giờ là ví dụ người ta mua trả với giá là thương phẩm. Trâu thương phẩm thì nó lại rẻ các bạn. Đấy, nó lệch lạc giữa dòng trâu chơi và dòng trâu thương phẩm thì nó lại có sự chênh lệch giá. Nói chung là nhận xét về bề ngoài thì em trâu này khá là được các bạn. Đấy. Sừng đẹp, cổ u. Đấy, cao ráo. Con này thì chưa béo hết cỡ, về vỗ vẫn lên nữa các bạn. Ở ngoài kia người ta đang xem con trâu kìa các bạn kìa. Đấy, chúng ta sẽ ra ngoài này xem nhé. Mình cứ tưởng là con trâu này chốt được với giá 44 rồi nhưng mà vẫn chưa chốt được. Không biết là tí có người chốt hay không. Đấy, con trâu này cặp sừng được nhỉ. Con này mặt to các bạn. Con này mặt to cổ u rồi. Đấy, chân tay cũng cao ráo này. Còn về độ thông phẩm thì nó vẫn chưa có mấy. Nói chung là nó vẫn vỗ, vẫn béo nữa các bạn. Đây các bạn xem đằng trước này, mặt nó rất là to. Đấy, đầu to các bạn.
Với những con này người ta đang báo giá là tầm 46 nhá, 46 47 triệu các bạn. Chính xác là người ta đang báo giá là tầm 47 triệu. Đấy, răng này. Hình như là con trâu này cũng của cô kia các bạn. Cũng của cô kia. Con trâu này cùng một chủ. Mình sáng mình nhớ là mình quay con này rồi. Người ta cũng báo giá tầm 47 triệu. Con này vẫn chưa bán được. Con này thì về ngoại hình được cái khung là to cao. Đấy. Mặt to. Con này mặt nó cũng to chú nhỉ? Đầu nó cũng to. Chưa được béo tí thôi, béo tí nữa là to ạ. Đây bác chuyên buôn dòng trâu to các bạn. Sừng con này xấu hơn con kia. Rồi hẹn về vỗ béo thêm. Con này nếu mà xét cho với tổng thể con trâu này, con này đuôi hơi ngắn một tí các bạn. Đuôi dài khoảng 3 phân nữa thì đẹp. Mình thấy là đuôi nó hơi ngắn. Cái hốc đuôi của nó là hơi bé ạ. Con này sáng đi xe sao tập tễnh rồi. Chắc là sáng đi xe nó ấy rồi. Chân nó chắc nó dẫm vào đá nhiều nó đau các bạn. Đây. Thấy chân nó đi hơi tập tễnh các bạn. Cái này phải mất mấy ngày nó mới khỏi được. Nó mới đỡ. Đấy đấy. Hai con này không biết là anh theo anh nghĩ là nếu mà hai con này con nào đứt con nào? Theo anh nghĩ thì con này khỏe hơn nhỉ? Con này bé hơn nhưng mà khỏe đấy. Chắc cơ. Con này chắc thịt. Mới nhìn nó con kia thì cũng to nhưng mà đầu to nhưng mà nhìn nó yếu, cảm giác nó yếu hơn. Con này nhìn chắc trâu các bạn. Này. Con này khỏe. Nhưng mà con đầu mặt con này nhỏ hơn con kia. Nhưng mà sừng con này đẹp hơn. Đấy. Sừng con này đẹp hơn con kia. Sừng này to chắc chắn. Nói chung là không biết được võ từng con nữa, thử mới biết được đúng không? Bây giờ là chỉ có thử mới biết được. Đấy, sừng con này thì hơi trụng quá. Đấy, trụng. Con kia thì đẹp. Mình quay sừng con kia cho bạn xem nhé. Con này khá là đẹp này các bạn ơi. Cặp sừng con này đẹp, to chắc chắn. To. Cái này đợt trước người ta mua với tư cách là dòng trâu chơi các bạn. Đấy. Nên nó mới đắt. Bây giờ thì nó rẻ. Bây giờ là chốt với giá là 44 triệu. Ngày trước thì người ta mua với giá là 68 triệu. Lỗ trồng vó các bạn. Đấy, con này người ta cũng báo giá là tầm đầu 4, báo giá là tầm 46, 47 và giá chuẩn với giá là 45 triệu các bạn. Hai bác ấy về rồi, dắt về. Hai nhà bác gần đây các bạn. Rồi ok, chúng ta tạm biệt hai con trâu đầu 4, đầu
đầu 4 đuôi, 4 đuôi 5 các bạn. Con trâu trước thì bác chuẩn giá bác bán là 44 triệu. Con sau thì chuẩn giá 45 triệu thì bác mới bán nhé các bạn nhé. Bây giờ thì chợ cũng vắng rồi, không còn gì để quay nữa. Chủ yếu mình quay ở đây là quay cho bạn xem hai con trâu đi tướng tá nó như thế và với giá tiền như thế. Ok, cảm ơn mọi người nhé, cảm ơn các bác rất là nhiều đã xem và đăng ký kênh ủng hộ. Chúc các bác một ngày mới thật là vui vẻ.